Thưa quý khán giả, ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận có mưa rông rải rác. Ban ngày trời có nắng đan xen nên nhiệt độ cao nhất tại hầu khắp khu vực vẫn phổ biến trong khoảng là từ 29 đến 32 độ. Với các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, tình trạng mưa rông cũng xảy ra diện rộng. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Do đó mà nhiệt độ trưa chiều nay không cao, chỉ phổ biến trong khoảng là từ 29 đến 31 độ. Cảnh báo từ nay đến ngày 25 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4 đến 6 mét, hạ lưu là từ 2 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, ban ngày thì có nắng gián đoạn, về chiều tối thì có mưa rông rải rác kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại hầu khắp khu vực dao động trong khoảng là từ 31 đến 33 độ. Ở trên biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và rông rải rác kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.